Chào mừng các bạn để quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đàn Cho Anh đây. Và hôm nay chúng ta sẽ học tiếp bài 3 trong phần từ học lập trên Scratch nha. Thì trong bài này chúng ta sẽ học về nhận biết các thành phần trong Scratch nha. Nhận biết các thành phần trong Scratch. Và trước khi bắt đầu video này thì nếu các bạn có thắc mắc, nếu các bạn không rõ gì thì các bạn hãy comment ở dưới phần nhận xét đồng mình giải thích dùm cho các bạn nha. Hãy nếu các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ like nha, hãy subscribe để xem tiếp những video tiếp theo của mình. Bây giờ bắt đầu nè. Thì đầu tiên nó chính là menu bar. Trong này chúng ta sẽ có 8 trong giao diện Scratch, chúng ta sẽ có 8 cái phần chính trong cái giao diện Scratch. Đó chính là phần menu, và phần menu bar, còn được gọi là thanh thực đơn trong Scratch 3.0. Thì cũng giống như ở các phần mềm phổ thông khác, thanh thực đơn Scratch có chức năng giúp người dùng cá nhân hóa một số tính năng của phần mềm. Ví dụ như muốn thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt trong Scratch thì sử dụng biểu tượng vẽ điều câu brackets đây. Lấy biểu tượng vẽ điều câu đây cho chủ mình đây. Và chúng ta phần này giống như là vừa coi đó có cái file, nó có phần edit, nó file để lưu hoặc là để tải rồi. Tiếp theo đây. Giờ cái thành phần tiếp theo chính là thành phần 2 là stage, còn được gọi là sân khấu của Scratch. Stage là khu vực sân khấu hiển thị kết vẽ đầu ra trong khi lập trình. Stage cũng là nơi duy nhất giúp người dùng tương tác với sản phẩm do chúng tạo ra. Sân khấu là nơi biểu diễn của các đối tượng, hiển thị các loại ảnh nền khác nhau, hiển thị các hiệu ứng đồ họa và vân vân. Ví dụ như cái stage sân khấu Scratch ấy, ví dụ như là mình lập trình ấy, mình tạo ra một cái trò chơi hứng táo, giống như có cái mình tạo ra cái rổ để đối tượng với mấy trái táo ấy, cũng là đối tượng mình hái táo chơi xuống dưới, nó chạy vô cái rổ là nó chạy được. Thì mình muốn biết nó chạy được đâu ấy thì mình phải có sân khấu đây. Thì mình nhấn ấy, mình lập trình xong mình dùng sân khấu để mà mình xem cái kết quả nó có đúng như cái mà mình muốn không, như vậy. Và thành phần thứ ba đó chính cũng là thành phần quan trọng, đó chính là block khối lệnh Scratch, khu vực quản lý. Đây là khu vực quản lý khối lệnh, tất cả khối lệnh trong Scratch mà được lưu trữ, phân loại và các thư mục khác nhau mà chúng ta sẽ gọi là nhóm lệnh. Mỗi nhóm lệnh sẽ được gắn với một màu sắc riêng, giúp người dùng dễ nhận biết và gây ấn tượng. Nhưng đấy, các bạn thấy cái phần đó không? Phần đó nè, do trong Scratch trong bài đầu tiên ấy mình nói Scratch này nó không phải kiểu viết chữ luôn đâu, là nó kéo thẻ khối lệnh. Nên khu vực khối lệnh Scratch này sẽ là khu vực quản lý khối lệnh. Để mà mình cách hợp mở nó lên, mình lấy mấy cái khối lệnh trong cái khu quản lý khối lệnh đó. Và bên trái nó sẽ có 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trong này nó sẽ có 10 lệnh. Nó chỉ có 9 thôi, 9 nhóm lệnh. Và nó sẽ được phân biệt với một màu sắc riêng, giống như giúp người dùng dễ nhận biết và gây ấn tượng. Giống như cái phần đây là phần nhóm lệnh di chuyển và nhóm lệnh ngoại hình và nhóm lệnh âm thanh. Thì chúng ta phân biệt ba mấy cái khối lệnh, tất cả khối lệnh trong ba nhóm đó thì chúng ta sẽ dùng bằng màu sắc để cho nó dễ nhận biết ấy, để nó kiểu nó phù hợp cho người dùng ở nhiều lứa tuổi.
Và thành phần thứ tư đó chính là script, kịch bản script. Thì khu vực xây dựng các kịch bản script, còn được gọi là script là khu vực dùng để lắp ghép. Còn nó nói chung là lập trình các khối lượng khác nhau thành một kịch bản có ý nghĩa nhằm điều khiển các đối tượng trên sân khấu. Là phần này là phần cũng là phần chính. Và nó mấy cái lần ấy đây là khu để mấy mình xây dựng một bức một cái nhóm lệnh, xây dựng một cái những cái khối lệnh nó gắn nhau lại. Mình lấy nó ra từ cái thành phần thứ ba khối lệnh strat đấy. Rồi chúng ta có khu này là khu để chúng ta có thể lập trình được theo ý muốn của mình. Rồi thì thành phần thứ năm đó chính là backdrop, còn được gọi là background, dịch nghĩa tiếng Việt là unknown functional strat. Thì backdrop là khu vực vạn lý chỉnh sửa team mới các ảnh nền hiển thị trên sân khấu stage đấy. Thì cái này ấy, các bạn nhìn lên cái sân khấu ấy, thành phần thứ hai ấy, thì chúng ta sẽ thấy ấy, con kia con mèo đang bay lượn và có cái ảnh có cái núi lửa đất đồ vân vân ấy, bầu trời vân vân. Thì cái đó đều được gọi là ảnh nền trừ của mèo, nếu con mèo nó là đối tượng đấy. Vốn là có thể chỉnh sửa ảnh nền hay thêm mới các ảnh nền. Nhớ lưu ý đối với strat backdrop, chúng ta cũng có thể xây dựng những kịch bản riêng cho nó. Mình có thể xây dựng kịch bản riêng cho chính cái khu ảnh nền đó luôn nha. Và thành phần thứ sáu đó chính là thành phần strat, đối còn được gọi là đối tượng strat, nói chung là nhân vật ấy. Thì khu vực đây là khu vực quản lý đối tượng, mỗi dự án sẽ có ít nhất một đối tượng, hoặc là ít nhất nha một đối tượng, và các đối tượng được quản lý trong khu vực này, các icon nhỏ giúp xử lý đối tượng xoay. Thì các bạn thấy không, trong mèo hình giờ là mình thấy có một con mèo đang bay lượn ấy, thì ở trong phần mình nhìn lại trong thành phần đối tượng strike, còn được gọi đối tượng strike, thì chúng ta thấy có cái ảnh có cái hình gì đó với một con mèo bay lượn giống như trên sân khấu kia. Cái đó là đối tượng ấy, đối tượng nó sẽ hiện ra cho cái hình phần đó đấy. Và phần ở trên đấy chúng ta có cái đó nói một thông tin đó là sao, mình có thể thay đổi tọa độ giống như tọa độ vị trí nó bằng tọa độ XA kia, hoặc thay đổi kích thước, thay đổi hướng cho làm cho nó hiện lên, cho nó ẩn lại, không cho nó hiện lên trên cái màn hình sân khấu, hoặc thay đổi có thể thay đổi tên của cái đối tượng thôi, cho chúng ta giờ hiểu được. Và tới thành phần thứ bảy đó chính là thành phần tutorial, còn gọi là hướng dẫn trợ giúp. Thì thành phần tutorial là một khu vực ẩn, nó chỉ xuất hiện khi người dùng click vào. Còn khu vực này có chức năng trợ giúp người dùng trong quá trình sử dụng strat. Thì cái phần mà tutorial đó ấy, nó có thể giúp chúng ta trong cái việc gì ta? À, nếu các bạn mà mới dùng strat hay các bạn có cái lệnh mà các bạn không hiểu, hay các bạn muốn tự làm lại cho riêng mình mà các bạn không biết, hoặc là hiệu ứng mà các bạn không biết cách làm, thì các bạn hãy nhấn vào nút mà tutorial đó, click vào, nó sẽ hiện lên tất cả những cái cơ bản cho các bạn làm, không phải là hầu như tất cả luôn nha. Rồi nhưng mà ấy, cho hình ấy nó cái hình chỉ unitest 1 CLC community ấy, cái đó không phải nút tutorial đâu, mình xin lỗi các bạn, do đây là strat, đây là ảnh strat dùng trên mạng không dùng bằng phần mềm, nên nút tutorial sẽ không xuất hiện trong hình ảnh này. Nếu mình dùng phần mềm luôn ấy, chính phần mềm mình strat mình tải xuống trong bài 2 ấy, thì có nó sẽ chắc ăn 100% nó sẽ có cái hình tutorial đó. Chứ giờ mình cũng có thể dùng strat trên mạng nên nhưng nó sẽ không có chữ tutorial nên thôi. Xin ok. Rồi giờ chúng ta sẽ tới cái thành phần cuối cùng, đó chính là thành phần khu vực tròn giao diện khác nhau. Thì trong đó trong khu trong thành phần đó các bạn thấy cái ba cái nút
khi bạn thấy ba cái nút ở đó là nút blocks, nút customs và nút sales. Và vậy trong đó nó có bao gồm ba nút, và ba nút đó chính là nút đầu tiên blocks, còn được dịch là nút giao diện khối lệnh. Dùng khi mình nhấn vào thì được mở khu lập trình chính, thì khu lập lên chính bao đấy, khu lập trình chính mà chúng ta đã nói nó bao gồm hai thành phần ấy. Khi khu domain chúng ta có thể lập trình và khu chúng ta có thể lấy khối lệnh ra để lập trình. Còn nút giao diện trang phục và nút giao diện âm thanh để đỡ mở khu vực giao diện thiết kế đối tượng hoặc đỡ mở khu vực giao diện âm thanh. Thì các bạn biết giao diện thiết kế đối tượng đỡ là đỡ thiết kế cái đối tượng đó. Nó như vỉ một con mèo, mình vỉ trong đó xong mình lập trình cho nó đi. Hãy nút giao diện âm thanh thì đỡ mình mở giao diện âm thanh. Nếu mình muốn tạo âm thanh của mèo, mình nhắn cho mình ghi âm, mình ghi, mình nói meo, hoặc là mình tải âm thanh xuống và mình lập trình cho nó nói meo, nó nói meo đấy. Thì cái phần thành phần thứ 8, lấy thành phần này chưa được rõ cho lắm. Rồi cái tiếp sau ấy chúng ta sẽ nói rõ hết về các mỗi thành phần. Rồi thì hôm nay chúng ta đã học xong rồi, thì chúng ta đã học được 8 thành phần trong và 8 thành phần đơn giản để mình có thể nhận biết trong Stratch 3.0. Nó chính là đầu tiên đó chính là phần menu bar, còn được gọi là thanh dịch vụ trong Stratch ở trên đấy. Và thành phần thứ gì sân khấu còn được gọi là stage. Thành phần khối lệnh Stratch, phần thành phần blocks, thành phần switch, thành phần backdrop, rồi hay còn được gọi là backstage, rồi thành phần price, rồi cuối cùng là thành phần khu vực chọn giao diện khác nhau. Rồi hôm nay chúng ta đã học xong 8 thành phần đó đúng không? Thì giờ mong thì nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn nhớ xuống phần nhận xét được các bạn comment ở dưới phần nhận xét và mình trả lời cho các bạn nhé. Và nếu các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ nhấn like hoặc các bạn ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like, nhấn nút subscribe và nhấn nút chuông để biết nhiều thông tin về video mới của mình nha. Bây giờ xin chào các bạn và bye bye.